Vừa qua, tòa soạn báo điện tử Tầm Nhìn nhận được phản ánh của Ủy ban nhân dân xã Hải Phú và ông Nguyễn Đức Cường cùng nhiều người dân khu vực chợ Thượng Trại, xóm Phạm Thoại, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về việc khiếu nại bản án phúc thẩm số 03/2017 ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội trong vụ án tranh chấp đòi quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Lưu Thị Trọng và bị đơn là Ủy ban nhân dân xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Hải Phú và gia đình ông Nguyễn Đức Cường đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm số 03/2017 ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và bản án sơ thẩm số 03/2015 ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Tòa án tỉnh Nam Định. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Cụ thể, trước đó từ năm 1989, Ủy ban nhân dân xã Hải Phú bán cho bà Lưu Thị Trọng căn nhà có diện tích 155m². Căn nhà trên là cửa hàng trên đất chợ ở xóm Phạm Thoại, xã Hải Phú. Từ năm 1989 đến nay, gia đình bà Trọng mới sử dụng 3 gian nhà trên diện tích khoảng 155m². Và cũng từ đó đến nay, căn nhà trên chưa thay đổi diện tích. Căn nhà nói trên giáp ngõ ra vào nhà ông Nguyễn Đức Cường đang quản lý sử dụng. Năm 2003, bà Trọng đề nghị cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất và cấp đủ số đất là 310m². Tuy nhiên, con số 310m² này lại không được xác nhận bởi còn có nhiều khuất tất chưa được làm rõ nên không hợp pháp. Có con số 310m² thì sau này chúng tôi mới tìm hiểu ra đó là giữa gia đình ông Trọng và cái ông quản lý dụng đất là có sự trao đổi với nhau. Cho nên rằng có câu chuyện là tới đây chợ chuyển đi nơi khác thì chú tạo điều kiện nhà anh Đông con trai chú tạo điều kiện để cho các cháu có chỗ ở, cho nên nó từ là 155m² nó bị biến tướng thành 310m², còn con số 310m² ghi trong tờ trình đánh máy toàn bộ nhưng riêng chỉ mỗi có con số 310 là viết bằng mực, viết tay bằng mực, còn lại là đánh máy chữ, lúc bây giờ là bản đánh máy chữ. Thế thì tìm hiểu ra con số nó là như vậy. Nó có sự nhân bản, có sự trao đổi lẫn nhau như thế. Cái việc này, con số 310 chỉ chứng minh được theo cái số liệu như thế. Còn ngoài ra không có một cái số liệu nào để chứng minh được cái con số 310 nó hợp lý hợp pháp như đó. Gia đình bà Trọng đến năm 2003 vì căn cứ vào cái số viết tay trên cái tờ chỉnh đó để đòi Hải Phú phải cấp đủ 310m², thì trên thực tế Hải Phú không thể lấy đâu ra có đất để mà cấp được. Tòa sơ thẩm của Nam Định là xử bản án số 03 thì như vậy là giao cho gia đình bà Trọng lấy ra phía tây á, theo cái văng nhà mà văng nhà xây về sau mà lấy văng nhà chiếu xuống là 0,8m chạy dọc chiều dài và lấy vào cái phần đất lối đi của gia đình anh Cường là 1m đông tây. Thì tôi lấy chỗ này thì nó cũng rất là vô lý bởi vì đất chợ nó đã có tên có tuổi có sổ có trên bản đồ rồi, bây giờ chúng tôi không thể cắt đất chợ ra mà cấp mà giao cho nhà bà Trọng được. Về cái chỗ ngõ nhà anh Cường ấy, thì nó có hình thành từ trước mà bây giờ lấy cái lối đi của người ta người này mà giao người khác thì chúng tôi không làm được việc đó. Hơn nữa bây giờ lấy vào 1m thì nứt cái cửa của nhà anh Cường à, vậy thì như vậy là vô hình dung là bít cái lối đi của người ta. Không đủ cơ sở, xã Hải Phú không thể cấp đất cho bà Trọng. Vậy là dựa vào con số 310m² viết tay trên tờ trình năm 1989, bà Trọng đã làm đơn kiện Ủy ban nhân dân xã Hải Phú đòi thêm đất. Tại phiên tòa phúc thẩm số 03/2017 ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội đã yêu cầu phải cắt đất ngõ nhà ông Cường giao cho nhà bà Trọng với tổng diện tích 219,9m². Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã có văn bản số 402 về việc đề nghị giải thích bản án. Theo văn bản trên, quá trình giải quyết vụ việc nhận thấy việc phía bắc nhà bà Trọng giáp ngõ đi nhà ông Cường có hình gấp khúc rích rắc. Ông Cường đã xây bức tường áp sát vào tường nhà bà Trọng từ năm 1972, mà bản án đã tuyên vẫn tính 1m từ tường nhà bà Trọng ra phía ngõ ông Cường là không chính xác. Cục Thi hành án dân sự Nam Định đã đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét, giải thích rõ để có căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau đó, ngày 19 tháng
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có văn bản trả lời giải thích bản án, nêu rõ. Gia đình vợ chồng ông Nguyễn Đức Cường, bà Phạm Thị Dân phải có trách nhiệm tháo dỡ bức tường xây áp sát tường nhà bà Lưu Thị Trọng, phía ngoài cao 2m, phía trong cao 3m, và hệ thống thoát nước dưới lòng đất sát tường trả lại không gian và lòng đất theo diện tích bà Lưu Thị Trọng được giao, yêu cầu Cục Thi hành án tỉnh Nam Định tiếp tục thi hành bản án theo quy định. Bàng hoàng, bức xúc và phẫn nộ vì tự dưng lại bị cắt mất lối đi lại đã và đang quản lý từ lâu đời. Thời gian qua, gia đình vợ chồng ông Nguyễn Đức Cường và cả Ủy ban Nhân dân xã Hải Phú đã liên tục gửi đơn cầu cứu, khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền, đề nghị xem xét lại bản án. Lý do chính được đưa ra là con số 310m2 trong tờ trình mà bà Trọng dựa vào đó là con số viết tay bằng mực bút bi, không đủ cơ sở, không được công nhận. Tôi thấy cái bản án ấy là hoàn toàn trái pháp luật. Một là cái việc cấp đất cho một công dân thời điểm ấy là theo luật đất đai năm 1987 là mỗi hộ chỉ có 120m2. Đây hiện trạng đất của xã bán cho bà Trọng ấy là đã 155m2, như vậy là đã vượt quá cái mức quy định. Sau đó thì do một cái sự cố tình nào đấy, cán bộ địa chính xã đã ghi khống. Cái này là ông địa chính xã đã có lời khai trong văn bản, như chúng tôi biết được. Cho nên cái diện tích gấp đôi, và căn cứ vào đó thì bà Trọng đã làm đơn khiếu kiện và đòi về cái diện tích phi lý như vậy. Bởi vì chung quanh nhà bà Trọng là không phải là đất hoang, không phải là tha ma mổ địa gì cả. Thế mà lại lấy đất chợ, rồi đất ngõ nhà dân, là ngõ nhà tôi đấy, để cấp cho bà Trọng thì đó là một điều vô cùng phi lý. Ngõ nhà tôi đã có từ năm 70, nhà bà Trọng đến đây ở từ năm 89, tức là sau 20 năm. Có thể nói là ma mới bắt nạt ma cũ. Từ năm 65 đến 66-67 là làm cái cửa hàng này. Đấy. Làm cửa hàng này thì cái nhà của ông Cường đây đã làm rồi. Đất của bán cho xã, bán cho ông Trọng. Và cái đất của ông Cường đây không có tính giác gì, không có lấn chiếm gì cả. Đấy. Tất cả ông ấy vẫn nguyên trạng như thế. Và tôi thì được biết là cái nhà của hợp tác xã bán cho ông Trọng ấy là có 155m. Và hồi tôi làm bí thư thì tôi đi đo với cán bộ địa chính xã thì tất cả là đo từ máy danh xuống và đúng năm 155m. Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ con số 310m2 có căn cứ chính xác hay không. Từ đó, cần xem xét lại bản án phúc thẩm số 03-2017 ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, tránh tình trạng oan sai gây bức xúc trong dư luận. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.